trước mặt con nhỏ, sao nói chuyện với anh vậy được? Người ta mời việc thì anh không nhận. Cái gì anh cũng kén chọn hết. Anh lấy cái gì anh lo cho con? Từ từ anh cũng có cách thôi. Anh có nghĩ là mình vô dụng lắm không? Anh cũng mắc bệnh ảo tưởng nữa. Bây giờ em không có tin bất cứ lời hứa hẹn nào của anh hết. Thôi, giờ em không quản nữa. Anh muốn làm gì anh làm đi. Em nói vậy là sao? Alo, chị nghe. Alo, chị đẹp. Em tìm được đống mối giải rồi nè. Ngày mai em sẽ bay ra Hà Nội, tới chợ Giải Ninh Hiệp, Gia Lâm để đặt hàng á. Vậy hả? Tốt quá. Vậy bây giờ chị sẽ chuyển chú cho em một ít tiền để ngày mai em đi lo công việc nha. Ok, cảm ơn chị. Hình như là mình bị lo quá. Người ta ăn vậy mà mình cũng không tin. Tội lỗi. Gì? Giỡn hoài. Tôi nói thiệt đó. Ôi, tôi tiền đâu thê diễn viên. Mấy năm nay tôi có đóng phim đâu. Ở nhà toàn viết kịch bản linh tinh không à. Ông nói thiệt hả? Tôi nói thiệt, có gì phù hợp chỉ tôi làm chứ. Được rồi. Nhưng mà cái nghề bất động sản này là mình phải uyển chuyển rồi nói thẳng là phải lương lẹo đó. Như vậy á mình mới dễ làm, còn ông thì ý ông nói tôi nguyên tắc cứng nhắc cái gì? Đúng rồi đó. Đó, thì tôi chỉ nguyên tắc cứng nhắc khi làm nghệ thuật thôi, còn lại tất cả các nghề đối với tôi á đều là kiếm tiền. Mà em nghĩ là nhiều khi không biết mới là lợi đó. Người ta không có chuyên môn, nhưng mà người ta có cái khác. Đẹp trai. Anh cảm thấy mình kém cỏi hơn. Bạn bè quan trọng hơn chồng con hay răng? Tướng Liên ly hôn. Hả? Cái chồng con mẹ chưa có cái đời nào tuyệt tự. Cút về đi. Khi chén rượu, khi cuộc đời, khi xuyên hoan nở, khi chờ trăng lên. Rồi đến một mai thức giấc, hạnh phúc tràn dâng trong mắt. Mẹ là người mẹ tốt, em là người vợ tốt, mà đôi khi những người tốt lại khó sống chung. Em ước khoảnh khắc này xảy ra trong quá khứ, từ đầu của em nhé. Những cơn gió trượt đến rồi đi ai biết. Anh đi về đi. Ta vẫn cố đi tìm. Anh tìm lấy người khác. Nếu vậy là trái luân thường đạo lý, anh hiểu chưa? Tại sao hắn tính đi? Một mai thức giấc, hạnh phúc tràn dâng trong mắt. Ta thôi hết thăng trầm, dù em buồn gặng dày. Ta thôi hết thăng trầm, vì em. Chúng ta không thể sống lại thời quá khứ, cũng không định đoán được tương lai, nhưng mà chúng ta có thể nắm bắt hiện tại. Chúng ta phải cùng nhau thay đổi, chúng ta phải hạnh phúc.